cây. Mặt đen thì trong đó khoảng là 30 mấy tuổi. Thế nào phát hiện thì báo cho tôi nhé.
Thank you.
con dưới coi không chờ nó con đấy. Sao? Đây này. Bỏ đi.
Whoop.
Có một thằng về phá trang trại của tôi, ăn trộm gà của tôi. Anh về xem hồ tôi kiểm tra xem mình bắt được thằng này không. Đấy, nó làm cả cái chuồng dúi của tôi đều vỡ hết rồi. Trộm một con gà mẹ của tôi không, tôi đuổi nó sang bên kia rồi. Cái người nó dáng thế nào? Ông này cao cao, gầy, mặt đen nhìn không rõ, khoảng độ là 30 mấy tuổi thôi.
Vâng, được rồi. Thế hôm nào phát hiện thì báo lại cho tôi nhé. Vâng. Bảo cô thế này nhé, làm chuồng trại cho nó chắc chắn vào. Cô cứ rình rồi báo lại cho tôi để chúng tôi xử lý. Vâng, một anh còn nhận nước. Xấu nhiều, cô phải làm chuồng trại kiên cố để bảo vệ tài sản của mình. Vâng. Thôi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng.
nhé.